Ok, trên tay mình cái body Mavic Air 2, thì cái phần body mình sẽ bảo quản nó bằng cách để trong tủ chống ẩm, sẽ bảo quản tốt hơn. Mình sẽ tháo pin ra nha, mình không để pin bên trong. Đó, thì nó độ chống ẩm, cái tủ chống ẩm mình để là tầm 40 50, thì bạn hãy xét trong cái khoảng này tùy theo bạn thôi. Và mình đang để hiện tại là 45. Đó, thì đây là cái mức phù hợp nhất luôn dành cho máy ảnh hay thiết bị điện tử. Nói chung là đừng có để thấp quá, ví dụ như 30 35 thì vậy là thấp quá, hoặc là cao quá ví dụ 60 70. Đó, môi trường thì làm tầm nó rơi vào cỡ 65 70 á. Đó. Rồi về phần pin. Đó thì cái mình đang sử dụng là 3 pin. Nói chung là cũng 3 pin này mình cũng dùng cũng gần 1 năm rồi. Sạc cũng được khoảng chừng ba máy gần 40 lần. Thì những cái pin Mavic Air 2 á, hay những dòng pin của DJI họ làm á, đều có tới chế độ là nó sẽ tự xả pin khi đầy không dùng cho một thời gian dài. Thì đã như ba viên pin này mình hồi tháng 7 mình sạc đầy nhưng mình không có bay được luôn, tại vì thời gian giãn cách đó. Nên bây giờ nó sạc xuống còn cỡ 2 vạch và đứng im luôn. Thì trong thời gian tới, nếu như để lâu hơn nữa thì có thể nó sẽ tụt xuống từ từ dần dần, nhưng bạn đừng có để nó cỡ 0,5% nha, vậy nó sẽ ảnh hưởng tới pin. Nói chung cứ 2 vạch là ok, 2 vạch là chuẩn luôn đó. Mình có 3 viên để gần 2 tháng luôn, nó cứ 2 vạch như vậy luôn đó, cũng không ảnh hưởng gì, nói chung không bị tụt keo hay gì thế nào luôn. Mình xài gần cả năm rồi, cứ để vậy thôi, không bay thì mình cứ để trong nơi khô ráo thoáng mát á. Đó, mình để trong cái túi này, rồi mình để trên cái góc bàn thôi, mình không để trong tủ chống ẩm nha. À, với một cái vấn đề lưu ý là sẽ có hai cái luồng, ý chung là sẽ hai cái luồng ý kiến. Là một là có sẽ để pin trong tủ chống ẩm luôn, nó có ảnh hưởng pin không, và để ở ngoài. Thì cá nhân mình là mình sẽ để ở ngoài. Nói chung một số cái tài liệu mình đọc được từ lúc mình chơi máy ảnh đến giờ là những cái pin máy ảnh hay những pin Leica này nè, thì để nếu mình để trong túi ẩm nó có độ ẩm thấp á, thì lâu ngày nó sẽ bị ảnh hưởng tới pin, vì trong những cái loại pin nó có những cái chất hóa học, nó để độ ẩm mà khô á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng giảm tuổi thọ của pin và cái khả năng nó sẽ mau tụt pin hơn. Thì đó là những cái tài liệu mình đọc được, nó trong môi trường độ ẩm thấp ví như từ 30 35 hoặc 40 thì mình nghĩ như vậy, nên thường mình sẽ không có để pin trong túi ẩm. Thì không biết ý kiến các bạn như thế nào, có đúng không, thì nói chung mỗi người thôi, tùy theo mỗi người thôi. Còn cá nhân mình là mình sẽ không có để trong tủ ẩm nha, đó vì mình đọc tài liệu đó mình thấy nó đúng. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề bảo quản flycam trong mùa dịch, không đi đâu nhiều, không bay được nhiều và không có thời gian như là xả pin hay như thế nào luôn. Đó, thì mình các bạn đó, để áp dụng cách của mình để ống tủ ẩm hoặc để pin ở ngoài những cái nơi khô ráo thoáng mát, hoặc để ống tủ ẩm luôn, đó tùy bạn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đừng quên like và subscribe theo dõi những kênh YouTube mình và những video mới nhất về đồ chơi công nghệ, máy ảnh, flycam. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.